Quý khán giả đang theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5 và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ít nhất đã có 6 người qua đời khi bão Isaac đánh vào miền đông Hoa Kỳ. Bão nhiệt đới Isaac đã đổ bộ vào bờ đông Hoa Kỳ sáng thứ Ba, đem theo mưa lớn, gió mạnh, lốc xoáy, lũ lụt đến các tiểu bang gồm có New York, vùng New England, New Jersey, Virginia, Maryland và Pennsylvania. 2 người ở Maryland, 2 người tại New York và 2 người tại North Carolina đã thiệt mạng vì các tai nạn liên quan đến cơn bão. Cho đến chiều thứ Ba, hơn 3 triệu gia đình và cơ sở thương mại tại một loạt các tiểu bang miền đông vẫn bị cúp điện. Ít nhất 21 trận lốc xoáy đã được báo cáo từ North Carolina cho đến New Jersey. Thống đốc New Jersey, ông Phil Murphy, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang. Vào chiều thứ Ba, thống đốc John Carney của Delaware cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tiểu bang này. Sau khi nhiều cộng đồng bị thiệt hại nặng vì lốc xoáy và lũ lụt, 2 người đã thiệt mạng tại Maryland và New York đều do cây gãy rơi trúng xe của họ. Vào tối thứ Ba, bão Isaac đã bắt đầu di chuyển về hướng Bắc, New York, Vermont, sau đó thì đi vào Canada. Kính thưa quý vị, giáo viên và nhân viên trường học biểu tình phản đối giảng dạy trực tiếp. 35 học khu trên khắp cả nước đầu tuần này tổ chức các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch giảng dạy trực tiếp tại trường. Họ lái xe thành một đoàn dài, gắn các biểu ngữ và thông điệp lên xe, yêu cầu các trường nên hoãn lại kế hoạch này. Theo một website được lập ra để kêu gọi cuộc biểu tình, ban tổ chức đã gửi thư kiến nghị các học khu hãy chờ đến khi có các tiêu chuẩn an toàn rõ ràng, nhiều quy mô lớp học nhỏ hơn và xét nghiệm virus cũng như có đủ số lượng cố vấn và y tá. Giáo viên ở các thành phố Chicago, Milwaukee và Philadelphia ấn còi trong các cuộc biểu tình trên xe. Họ tập hợp bên ngoài tòa nhà phòng thương mại Los Angeles, California. Tại tiểu bang Connecticut có khoảng 400 người lái xe tuần hành ngang qua tư gia của thống đốc. Một giáo viên trường tiểu học Antira Parker ở Chicago nói với các phóng viên rằng: "Tôi không muốn đưa học sinh hoặc bản thân mình vào chỗ nguy hiểm. Tôi không muốn trở thành vật thí nghiệm." Sự lo lắng càng nổi bật hơn với những bản tin trong những ngày gần đây về các trường hợp học sinh và giáo viên được phát hiện dương tính với COVID sau khi quay trở lại trường học. Kính thưa quý vị, trong khi đó giá dầu tăng vọt lên gần 45 Mỹ Kim một thùng vì dự trữ của Hoa Kỳ giảm mạnh. Thị trường dầu giao dịch khởi sắc trong phiên ngày 5 tháng 8 sau khi dữ liệu cho thấy lượng dầu dự trữ của Hoa Kỳ giảm mạnh. Giá dầu Brent tăng 44 cent, tương đương 1% lên mức 44,87 đô la cho một thùng. Trong khi đó giá dầu WTI của Hoa Kỳ đã tăng 43 cent, khoảng 1% đạt ngưỡng 42,13 Mỹ Kim một thùng. Theo số liệu từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ API, trong tuần tính đến ngày 1 tháng 8, dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã giảm 8,6 triệu thùng xuống 520 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo giảm 3 triệu thùng của giới phân tích đưa ra trước đó. Theo dự kiến, số liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ sẽ được công bố trong ngày 5 tháng 8, tức là ngày hôm nay. Bên cạnh đó, những dấu hiệu khả quan trong các cuộc đàm phán giữa Tòa Bạch Ốc và Đảng Dân Chủ tại Quốc hội về dự luật kích thích nền kinh tế mới trị giá 1.000 tỷ Mỹ Kim cũng là nhân tố hỗ trợ cho thị trường dầu mỏ trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 8. Kính thưa quý vị, hãng Virgin Galactic công bố thiết kế máy bay siêu thanh. Hãng công nghệ hàng không Virgin Galactic có trụ sở ở sa mạc Mojave, California vừa công bố thiết kế máy bay siêu thanh mới có cánh hình tam giác thuôn dài giống máy bay Concorde, có thể chở từ 9 đến 19 người. Phi cơ sẽ bay ở tốc độ 3.700 cây số một giờ, gấp 3 lần vận tốc âm thanh và chuyên chở khách trên những hành trình dài. Với tốc độ siêu thanh đó thì phi cơ này có thể bay từ New York đến London trong 90 phút. Virgin Galactic cũng tuyên bố hợp tác với Rolls-Royce để thiết kế và phát triển công nghệ động cơ để cho các máy bay thương mại tốc độ cao trong tương lai. Rolls-Royce là nhà thiết kế động cơ máy bay hàng đầu thế giới, từng chế tạo động cơ cho máy bay siêu thanh Concorde có vận tốc 2.470 cây số một giờ. Hồi tháng 5,
2020, Virgin Galactic đã ký thỏa thuận với cơ quan không gian NASA để chia sẻ kiến thức và tài nguyên. Công ty cho biết, thiết kế máy bay phản lực siêu thanh mới đã vượt qua cuộc đánh giá gần đây, giúp xác nhận là phi cơ này có thể đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu cao cấp của nhiệm vụ. Theo Virgin Galactic, phi cơ Overture sẽ bay thử vào năm 2025, có thể chở từ 55 đến 75 hành khách và di chuyển ở tốc độ là 2.716 cây số giờ. Kính thưa quý vị, một bản tin về đời sống cũng cho biết chỉ cần nhìn vào tóc sẽ biết được thói quen ăn uống của chúng ta. Các nhà khoa học vào ngày thứ Hai 3 tháng 8 cho biết rằng chỉ cần nhìn vào mái tóc, họ sẽ biết được thói quen ăn uống của một con người. Để đi đến kết luận cuối cùng, những chuyên gia đến từ trường đại học University of Utah đã thu thập nhiều mẫu tóc từ các salon trong khu vực, bao gồm 65 thành phố lớn trên toàn Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy, 57% người dân Hoa Kỳ chọn khẩu phần ăn từ động vật và bơ sữa. Tại những khu dân cư có thu nhập thấp, họ càng ăn nhiều đạm động vật hơn. Những ai thường đi cắt tóc ở chỗ rẻ thì càng có thói quen ăn uống không lành mạnh. Từ lâu mỡ và đạm động vật được cho là có quan hệ mật thiết với bệnh tim mạch, cao máu cũng như tiểu đường. Vì vậy, các chuyên gia khuyên chúng ta nên ăn nhiều rau và tập thể dục đều đặn để kéo dài tuổi thọ cũng như duy trì sức khỏe về lâu về dài. Who will be first in line for COVID-19 vaccine? Ai sẽ là người được chích vaccine coronavirus trước tiên? Một khi tìm được vaccine, ai cũng nghĩ là các nhân viên y tế sẽ là người đầu tiên được chích ngừa phòng bệnh. Tiếp theo đó là những người có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao nhất, như người già hoặc là mắc bệnh kinh niên. Nhiều cuộc nghiên cứu đang được tiến hành để chứng minh vaccine an toàn và hữu hiệu. Vào tuần trước, công ty dược phẩm Moderna và Pfizer đã tuyên bố thử thuốc trên 30.000 người trong vài tháng sắp tới, giống như bước đi của AstraZeneca, Novavax và Johnson & Johnson. Sự thật đáng buồn ở đây chính là cho dù vaccine có an toàn đến cỡ nào, chúng ta cũng không có đủ thuốc để đáp ứng nhu cầu của người dân, vì phải cần tới 2 liều vaccine thì mới có đủ tác dụng. Như vậy, ai sẽ là người được ưu tiên chích vaccine? Theo lời khuyên của CDC, vaccine trước tiên sẽ dành cho 12 triệu người làm việc trong ngành an ninh và y tế. Tiếp theo đó là 110 triệu người có nguy cơ nhiễm bệnh cao như người có hệ miễn nhiễm thấp hoặc trong độ tuổi cao niên. Nhóm cuối cùng được dẫn vaccine sẽ là những người có sức khỏe tốt hoặc không có nguy cơ ngã bệnh cao. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5 và Băng Châu sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam cũng như giải trí.